Xin Hội Thánh chúng ta cùng đứng. Sự bình an của Chúa đến trong lời của Chúa. Lời của Chúa trong sách Philip đoạn 3 từ câu 12 đến câu 16. Ấy không phải tôi đã dịch giải rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho dịch được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ dịch lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dịch giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Xin Hội Thánh cùng ngồi. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội một lần nữa đến với lại sách Philip. Hôm nay chúng ta sẽ đọc học tiếp trong đoạn 3 từ câu 12 đến câu 16. Trước khi chúng ta cùng học, tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa, chúng con đến với lời của Chúa, chúng con đến với sự hiểu biết rằng chỉ có trong Chúa, chỉ có trong lời của Chúa, trong mối quan hệ với Chúa, chúng con có thể sống đi qua cuộc đời này. Chúng con có một mục đích để sống, và mục đích đó là Chúa. Xin Chúa ở cùng mỗi người chúng con, người nói cũng như người nghe. Xin lời Chúa đến cho chúng con hiểu, giúp chúng con làm theo. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong chúng ta cũng đã học từ đoạn 7 đến 11 rồi, cũng đã hai tuần nay, hai lần trước chúng ta đã học đoạn 7, và lần rồi thì chúng ta học 10 đến 11. Thì hôm nay chúng ta đi qua nhanh từ 7 đến 11, thì chúng ta nhìn lại trong 7 11 thì nói cái gì? Đoạn 3 từ câu 7 đến 11 thì nói thế nào? Có chép như rằng: Nhưng vì có Đấng Christ, tôi đã coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Ở đây chúng ta thấy được cái giá trị vô song, nói với cái giá trị của một người theo Chúa, và đặc biệt là Phaolô, ông hiểu rằng cái giá trị sống của ông trước đó và sau khi biết Chúa và sau khi tin Chúa có một cái giá trị, có một cái sự đổi mới, có một sự hiểu biết mới như một bài toán lời và lỗ. Thì ông nói câu 7: nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Thì chúng ta biết được là biết Đấng Christ, thì ông muốn nói biết Đấng Christ vì được lời thật, vì chỉ có trong Đấng Christ mới có tất cả những điều mà ông muốn nói tới, ông muốn đã được trong câu 5 đến câu 8. Thì câu 5 đến câu 6 đó, thì ông nói như tới câu 8: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Là thế nào? Ông biết được cái giá trị của Chúa, trong Chúa, khi tin Chúa, biết Đấng Christ là giá trị đo lường mới của ông, là cái sự hiểu biết mới của ông, là cái lời mà không phải chỉ là ông nghĩ, nhưng mà muốn hay không, đó là sự lời thật có trong Chúa. Và tiếp, vì nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Tới đây ông hiểu được là Chúa Đấng Christ là kho báu duy nhất của ông, và chỉ có trong Chúa, và ông đánh đổi tất cả, và ông hiểu được giá trị thật. Và tiếp, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Ông hiểu rằng biết Đấng Christ là sự phục tùng vui thỏa của tôi. Ngài là Chúa tôi, khi ông dùng cái chữ đó không phải chỉ là Chúa mà là Chúa của tôi. Ông hiểu được là ông vui thỏa trong cái sự phục tùng đó. Và tiếp, thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Những điều mà ông đã nói trên. Cho nên chúng ta nên đọc lại những điều đó, điều gì mà ông muốn nói. Bắt đầu từ câu 4: ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Bắt đầu ông kể: tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew,
về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng xấu xắn thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Ở đây có ai dám nói câu này hay không? Về luật pháp thì sẽ không chỗ trách được. Và Phaolô nói đó là tôi trước khi tin Chúa, tôi tưởng đây là những điều tôi được và tôi hãnh diện. Nhưng mà sau đó thì ông biết được rằng tất cả tôi xem những điều đó như rơm rác. Và không phải chỉ như đó, tất cả những điều khác nữa, tất cả những điều khác nữa không có quan trọng khi so với Đấng Christ. Và ông nói tôi tình nguyện chịu lỗ. Tiếp ở câu 9, và được ở trong Ngài. Đây là cái câu trả lời. Tôi chịu lỗ, tất cả tôi bỏ hết để làm gì? Được ở trong Ngài, câu 9. Đó nói về sự lợi ích không thể so sánh được trong Đức Chúa Jesus Christ của tôi. Tiếp, được sự công bình không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và lập lên trên đức tin. Ông hiểu được đây là ân sủng, đây là sự thánh khiết của Chúa, sự công bình của Chúa được qua nhờ đó mà ông được sự công bình, chứ không phải sự công bình của ông bởi Đấng Christ mà được. Sự công bình qua Đấng Christ, và khi Chúa nhìn chúng ta, Chúa nhìn qua Đấng Christ và sự hy sinh của Đấng Christ, và đó là ông hiểu được. Thành ra nói đến được qua ân sủng thiên thượng, ông hiểu được cái điều đó, ông hiểu lý do mà ông lời, lý do mà ông chọn, lý do mà ông tình nguyện chịu lỗ, lý do mà ông hiểu được Chúa là quý nhất, vì Đức Chúa Trời nhìn ông không phải là qua công đức của ông, qua những việc làm của ông, nhưng mà qua những gì Chúa Jesus Christ đã làm trên thập tự giá. Và câu tiếp, tiếp tới câu 10. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài. Nói đến sự quan hệ mật thiết của ông. Ông muốn cái điều này. Ông nói tôi muốn được, tôi bỏ tất cả điều này để tôi được ở trong Ngài. Lý do tôi được trong Ngài là nhờ sự công bình của Đấng Christ nên tôi mới được ở trong Ngài. Vì Đức Chúa Trời chấp nhận tôi qua sự công bình của Đấng Christ. Và tôi, lý do đó tôi hiểu được, nên ra tôi muốn cái sự mật thiết đó. Tôi muốn biết Ngài càng thêm. Đó nói với sự mật thiết Ngài muốn. Không biết chúng ta có muốn cái điều đó hay không? Chúng ta đi theo Chúa, người mới cũng như mới tin Chúa, cũng như đã cũ tin Chúa, chúng ta có bao giờ ngừng lại và nói Chúa, con muốn biết Ngài thêm. Hôm nay con đến nhà thờ, con muốn biết Chúa thêm. Con muốn đến nhóm nhỏ, con muốn biết Chúa thêm. Con muốn đọc lời Chúa, con muốn biết Chúa thêm. Có phải cái điều đó, cái tâm lòng của Phaolô ở đây? Không phải ông chỉ muốn biết Chúa thêm. Và tiếp, biết quyền phép sự sống lại của Ngài. Nói tới qua cái quyền năng biến đổi, quyền năng của Đức Chúa Trời làm cho Đức Chúa Christ sống lại từ cả chết. Quyền năng đó thay đổi từ chết trở thành sống. Quyền năng đó ông muốn kinh nghiệm được. Ông muốn kinh nghiệm được. Chúng ta có khi nào nghĩ Chúa, con muốn kinh nghiệm được sự sống của Chúa ở trong con. Quyền năng đó để con hầu việc Chúa, để con làm công việc của Chúa, để con sống cho Chúa. Và ông nói tôi muốn biết Ngài, biết quyền năng sự sống lại của Ngài. Và tiếp, và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự biết Ngài. Đây là ông nói là Chúa, con cũng muốn biết được sự hy sinh của Chúa, muốn kinh nghiệm được sự hy sinh của Chúa, muốn được đồng trải trong sự hy sinh của Chúa. Và đó là cái tấm lòng của ông. Chúng ta có muốn hay không? Hay là khi chúng ta nghe đến sự khó khăn bắt bớ chúng ta sợ? Hay là chúng ta nói rằng lại Chúa, nếu đây là điều chúng con kinh nghiệm được trong sự thương khó của Chúa vì tin lành, con sẽ được đi qua, được cùng kinh nghiệm. Ông muốn điều đó, ông không có trốn tránh mà ông lại muốn biết thêm, ông muốn kinh nghiệm điều đó với Chúa. Và câu 11, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Mong cho tôi được sự sống lại từ trong kẻ chết. Đây ông nói về sau này, về đời sau. Có nghĩa là sau khi qua đời hay là khi Chúa trở lại, ông muốn kinh nghiệm được sự vinh quang, nhận được sự vinh quang đó. Thành ra cái điều này là điều trong tương lai. Và những cái điều ông trước những đó thì đó là những điều hiện tại mà ông muốn. Bây giờ mình đi qua tới câu 12. Thì câu 12 nói đến từ câu 12, 16 đến một cái thái độ. Một cái thái độ mà Phaolô cần chúng ta có. Và cái chủ đề là một điều tôi làm, một điều tôi muốn làm, một điều tôi sẽ làm. Và một điều
Tiếp trong câu 12 thì nói đến cái tấm lòng, nói từ đây mình chúng ta thấy được, thì chúng ta có thể điền vào: tôi cố gắng chạy đua để được Chúa. Tôi chạy đua để làm cái gì? Để được Chúa. Phần A, tiếp tục trong cuộc chạy. Ở đây ông nói từ câu 12 mình thấy được. Tại sao mình thấy được tiếp tục trong cuộc chạy? Ấy không phải tôi đã giật giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy. Thành ra trong cái phần A đó là tôi tiếp tục trong cuộc chạy. Phần B, nhưng tôi đương chạy sao nữa, hầu cho giật được. Nói đến cái sự đeo đuổi với sự quyết tâm. Phần mình điền vào đeo đuổi với sự quyết tâm, hầu cho giật được. Có một cái chủ đích, có một cái hành động, mình thấy được cái thái độ nắm giật. Và C, vì chính tôi đã được Chúa Giêsu Christ giật lấy rồi. Ông dùng chữ giật đó, bây giờ ông dùng lại, nhưng đến Christ đã giật lấy tôi rồi. Thì và câu 13 tiếp, hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều. Phần C, đạt lấy điều Chúa đã làm. Ông lấy cái điều đó, cái điều mà Chúa đã làm cho ông rồi, thành ra giờ ông muốn đạt lấy. Thành đó là cái câu C mà chúng ta điền vào. Qua tiếp tới câu 14, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng ở đằng sau. Thì phần 2 đó chúng ta có thể điền vào: tôi cố gắng chạy đua vì phần thưởng trong Chúa. Phần thưởng trong Chúa. Nói tới tôi nhắm mục đích mà chạy. Đó là mình lấy cái ý trong cái ý của ông Phaolô muốn nói là tôi nhắm mục đích mà chạy. Thành ra tôi cố gắng chạy đua vì phần thưởng trong Chúa. Phần A, tôi quên lửng đằng sau bằng cách tôi quên đi quá khứ. Làm sao tôi chạy? Tôi chạy thế nào? Nhắm mục đích mà chạy. Trước hết, ông nói tôi phải quên đi quá khứ, quên lửng ở đằng sau. Phần B, mà bươn theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy. Một lần nữa, không phải chỉ quên ở ngoài sau, nhưng mà nhắm mục đích mà trước mà chạy. Lý do, phần B, bằng cách tận dụng hết tất cả cho vĩnh hằng. For eternity. Bằng cách tận dụng tất cả cho vĩnh hằng. Để làm cái gì? Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải. Nói đến chiến lợi, tới một cái ông có một cái tiếng Anh thì đó là cái prize. Tôi muốn giật lấy cái giải đó. Phần C, bằng cách tập trung vào chiến lợi, tôi có một mục đích. Và phần D, về tôi giật giải để làm gì? Giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu, trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cái điều tôi làm này đã được gọi đến, đã được đem tôi đến, và tôi một ngày đó tôi sẽ, khi tôi thắng, tôi sẽ được cái điều này, là tôi bằng cách khi chạy tôi bằng nhớ lại rằng tôi đã được gọi trong vinh quang, một ngày tôi sẽ gặp Chúa, Chúa sẽ kêu tôi đến nhận phần thưởng đó. Phần 3, tôi cố gắng chạy đua với cộng đồng của Chúa. Có nghĩa là mình chạy không có chạy một mình. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta. Ở đây chúng ta thấy chữ trọn vẹn. Còn câu 12 thì ông dùng chữ trọn lành. Thành ra có hai cái chữ này nó khác nhau. Tiếng Việt thì dễ thấy hơn, nhưng tiếng Anh thì dùng rất dễ thì confused. Nó là perfect. Thành ra khi dùng tiếng Anh mình nói là ở đây 15 cũng là perfect, câu 12 cũng là perfect. Thì ở đây là trọn vẹn, nó khác nghĩa. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta thì thế nào? Trọn vẹn đây nói là những người trưởng thành trong chúng ta thì làm gì? Tất cả đồng chạy. Phần A, tất cả đồng chạy, phải có ý tưởng đó. Và nếu anh em tưởng đằng khác, nếu anh em không có thấy được cái điều này tôi đang dạy dỗ anh em, tôi đang viết tớ thơ này trình bày với anh em, nếu anh không cùng không có cùng cái tâm tình này, không sao, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Và câu 16, duy tất cả trong sự bền đổ, chúng ta đã đạt đến bậc nào, đang ở nơi nào, đang chỗ nào, đang chạy tới đâu, thì cùng đồng đi như vậy. Đừng có đứng lại, đừng có ngồi xuống, đừng có đi qua một nơi khác.
mình đang chạy đua với nhau và hãy cùng chạy với nhau. Nói tới sự chạy đua này không phải chỉ một mình lo cho đức tin của mình, nói đến sự cộng đồng của Chúa, cùng bước đi trong đức tin, cùng chạy với nhau, cùng khuyến khích đi với nhau, và tất cả hãy bền đổ tiếp tục chạy đi anh em. Và nếu anh em không hiểu điều này, Chúa sẽ giúp cho anh em hiểu. Và chúng ta bắt đầu trở lại câu 12. Đây là nãy mình nói, mình thấy được cái tổng quát được cái điều ông đang muốn nói. Thì trở lại, ông bắt đầu chữ ấy, câu 12. Ấy không phải, not that I, ấy không phải. Đây không phải cái gì? Ấy không phải là, cái điều mà ông muốn nói là ấy không phải tôi đã giật giải rồi đâu, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi còn đương chạy. Và cái điều này cho chúng ta, khi chúng ta trở lại để làm cái gì, chúng ta hiểu được rằng ông đang chạy, ông chưa có giật giải được cái giải đó đó, ông đó chưa có giật được. Cái này là cái chuyện tương lai, tại vì chúng ta còn sống, chúng ta không có, lúc chạy đua thì cái giải không có phát cho được, đúng không? Tới khi nào tới mức mới có cái giải đó, mới được phần thưởng. Thành ra nói tôi chưa có tới nơi, tôi còn đang chạy. Và ông nói tiếp trong câu 8 thì nói hầu cho, lý do mà ông sống, mục đích sống của ông làm gì, ông nói ông chịu lỗ đó. Nếu mình trở lại câu 8 đó, phần B đó, thì ông chịu lỗ, ông hiểu được giá trị của cuộc sống, cuộc đời của ông bây giờ, thì là hầu cho được đấng Christ, được ở trong Ngài, được sự công bình bởi đức tin đến đấng Christ mà được, cho đến nỗi tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống của Ngài được thông công trong sự thương khó của Ngài, và làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài, nói lên sự đồng công trong sự thương khó hy sinh của Ngài, và mong tôi được đến sự sống lại từ trong cả chết, nói đến sự đồng vinh quang với đấng Christ khi Ngài tái lâm, lúc mà tiếng Anh là lúc mà Chúa đấng Christ trước ngôi của Ngài, the white throne đó, thì Ngài summon, cái chữ summon có nghĩa là kêu gọi tất cả lên. Thì đây là cái điều mà ông muốn nói, và không phải điều đó tôi chưa có đạt đến, tôi chưa có đi đến điều đó. Và nếu ai nghĩ là tôi đã, khi tôi nói tới những cái điều mà tôi được biết Chúa, tôi thì có thể hiểu lầm là có lẽ tôi đã đạt tới mức rồi, tôi đã, cái phần thuộc linh của tôi đã đạt tới mức. Thì ông nói không phải như vậy, tôi còn đang chạy giống như anh em, chúng ta cùng chạy, chúng ta đều bước, đều cùng sống trong đức tin, đi qua cái thời điểm này, chúng ta thời điểm mà chúng ta được thánh hóa, Chúa đang thánh hóa chúng ta, Chúa đang làm cho chúng ta càng muốn vừa làm vừa muốn, vừa muốn vừa làm để đẹp lòng Chúa. Thế là cái điều mà ông muốn nói ở đây. Thành ra ông nói là ấy không phải là, không phải là tôi nói như vậy là tôi đã đạt tới đâu, tôi còn đang chạy, tôi đang muốn, tôi biết, muốn biết Ngài thêm. Ở đây tiếp và nói là tôi ấy không phải làm gì, tôi đã giật giải rồi, hay là ở đây thì trong Timothy nhất đoạn 6 câu 12 nói như vậy: hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Câu 19: vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Tôi đã có một cái giải tôi cần phải giật, có một cái sự hiểu biết trong đức tin, tôi có phần tiếp tục và tiếp tục làm cái điều này và bày tỏ cái sự đức tin đó ra và đánh một trận tốt lành. Cái điều mà ông nói đó là tôi vẫn còn đang đây, tôi tiếp tục làm cái điều này anh chị em. Và ông Phaolô thì rất thích cái hình ảnh mà ông dạy, ông rất thích hình ảnh mà chạy đua, hay là người chiến sĩ, hay là một người đánh boxing. Chắc là ông Phaolô hồi đó chắc cũng thích thể thao vậy lắm, thành ra ông nhìn mấy cái hình ảnh này trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24: anh em há Chúa Giê-xu biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Ông nói như vậy: anh chị em, tôi còn đang tiếp tục chạy đây, tôi còn đang, tôi chưa có đạt được. Đừng nghĩ là tôi đã đạt rồi, qua những lời tôi dạy dỗ, qua đời sống của tôi,
Không phải, tôi đang tiếp tục. Và tiếp tục làm gì? Tôi muốn biết Chúa thêm. Tôi đang muốn biết, tôi muốn kinh nghiệm những gì Chúa đã đi qua. Và tôi muốn kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Vào ngày nào đó tôi muốn kinh nghiệm mà Chúa kêu gọi tôi cùng chia sẻ cái sự vinh quang đó. Đó là cái điều ông muốn nói. Tôi còn đang tiếp tục. Và ông tiếp tục, tôi ấy không phải tôi đã giật giải rồi đâu, nhưng mà đã đến nơi chọn lành rồi đâu, nhưng coi đứa giải. Đã, tôi không có phải đạt tới mức hoàn hảo. Tôi không phải đạt tới mức trọn lành, không phải vậy. Trong Phi Nhất đoạn 5 câu 10, Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Là đây là cái điều tôi hiểu được. Thành ra tôi anh em tiếp tục chạy, Chúa sẽ ban ơn và có một cái sự kêu gọi, có một cái sự hiểu biết. Và Chúa, Đức Chúa Trời đang làm việc qua chúng ta. Và đức tin lúc nào cũng phải có cái sự làm việc, tức là active, tức là giống như là lúc nào cũng hoạt động một cách mạnh mẽ và lúc nào cũng đang hướng đi ra, chứ không có chậm trễ, không có ngừng lại, không có ngưng lại. Và đó là cái điều mà ông muốn nói rằng tôi còn nhiều điều để trưởng thành, tôi còn nhiều để học lắm. Đức tin tôi còn cần phải lớn lên, tôi cần biết nhiều về Chúa. Thì đó là điều khích lệ cho chúng ta. Ông là người viết lá thơ này, ông là người viết hầu như hết cái sách Tân Ước. Mà ông nói tôi còn đang chạy đây anh chị em, tôi còn đang muốn biết Chúa thêm. Và tiếp, nhưng tôi đương chạy, thì ông nói hầu cho giật được. Cái điều này ông muốn nói là tôi đang cố gắng chạy đua để làm gì? Để được Chúa. Để được Chúa, đây là cái hình ảnh mà ông dùng. Tôi đương chạy. Tiếng Anh thì tiếng Việt mình nói tôi đương chạy thì nghe nó cũng thường, nó tôi đương chạy. Nhưng mà tiếng Anh nó là I press on. Mình thấy được cái hình ảnh là tấn tới, cái là tiến tới. Cái chữ mà press on đó có nghĩa là mình đang chạy đua, mình muốn đạt cái gì đó, hay là mình nói tới một cái ý nghĩa đó là một người, một quân đội này đang theo đuổi một cái quân đội khác, đang đánh đuổi một cái quân đội khác. Thì nói tới cái sự mà phải liên tục, phải là tận dụng thời gian. Thì đó là khi mà ông nói ra cái hình ảnh đó là cũng là cái hình ảnh mà chạy đua để giật giải. Thì tôi đã cố gắng chạy đua để được Chúa. Thì làm sao? Tôi còn đương chạy, nhưng mà tôi làm sao? Tôi tiếp tục, tôi đương chạy. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 1 câu 2 có chép như này, như vậy. Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Cuộc chạy đua này đã bày cho chúng ta, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Đây là cái điều mà chúng ta chạy. Chúa đang đứng ở cuối chỗ cái cuối cùng của cái mức để mà cuối cùng cái cuộc chạy đó, Ngài đứng đó, Ngài chờ, và đây là điều mà chúng ta chạy. Và cái chữ đó là khi mình hiểu được là chạy không phải chỉ chạy từ từ. Không phải là chạy xong rồi ngừng mình coi xung quanh đó. Chạy là tất cả, chạy hết sức của mình, chạy rất là nhanh và tiếp tục, nó chỉ press on. Để làm gì? Hầu cho giật được. Giật được cái gì? Chúng ta thấy được, chúng ta hầu cho chúng tôi giật được đạt lấy điều Chúa đã làm là gì? Vì chính tôi đã được Chúa Jesus Christ giật lấy rồi. Ông giật được cái điều, ông muốn giật cái điều mà Chúa đã giật lấy rồi là sao? Là có nghĩa là sao? Khi ông nói tới điều này thì chúng ta có những câu kinh thánh cho chúng ta hiểu. Khi mà ông nói tới đây, chúng ta hiểu được là khi mà ông trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 1 câu 19, đoạn 22 câu 3 16 và đoạn 26 câu 9 18 nói đến là trên đường đi mà ông đi bắt bớ hội thánh đó, thì Chúa đã nắm lấy ông. Chúa đã đánh ngã ông và Chúa đã nắm giật ông, và từ đó Chúa không có buông ra. Chúa giữ ông như vậy.
thì nói tới chữ tôi giựt được, quyết tâm giựt cho được. Thì trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24 có chép như vậy: chạy để mà thắng. Anh em, há Chúa Giê-xu biết rằng trong cuộc chạy đua thì chúng ta biết rằng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Và trong thi thiên nhất đoạn 6 câu 11-12: nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi mà tìm điều công bình, tôn kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con cũng làm chứng tốt trước mặt nhiều người chứng kiến. Đó là cái điều mà tôi muốn lay hold, tôi muốn được cái điều đó. Và cái điều mà ông muốn nói nữa là Chúa đã nắm lấy tôi. Chúa nắm cái gì? Chúa đã chụp lấy tôi và Chúa không có buông ra. Bây giờ tôi muốn chụp lấy Chúa. Và chụp lấy Chúa thì ông nói lại, nhắc cho chúng ta nhớ lại là ông muốn làm cái gì? Thì ông muốn được biết Ngài. Tôi đã nói tôi được biết Ngài, được kinh nghiệm quyền phép của Ngài trong sự thông công thương khó của Ngài, và nên giống như Ngài, và cuối cùng kinh nghiệm đồng hưởng sự vinh quang, được Chúa gọi là lên kinh nghiệm được sự vinh quang đó với Chúa. Đó là cái điều mà ở đây ông muốn. Chúa đã nắm lấy tôi rồi, Chúa đã ban cho tôi rồi, Chúa đã làm điều đó cho tôi rồi. Bây giờ tôi chỉ tới nhận điều đó và tôi tiếp tục chạy để tiếp tục kinh nghiệm để nhận cái điều đó, và tới ngày tôi gặp Chúa. Đó là cái điều ông muốn nói. Và thành ra lý do đó mà ông tiếp tục hầu cho giựt được. Và tiếp câu phần C: đạt lấy điều Chúa đã làm. Thành ra ông giựt điều đó vì điều đó Chúa đã làm cho ông rồi. Vì chính tôi đã được Chúa Jesus Christ giựt lấy rồi. Chính ông đã được Chúa nắm lấy cuộc đời của ông, và cuộc đời đó đã được thay đổi. Trước đó, trước khi Chúa nắm lấy cuộc đời đó, thì cuộc đời đó dựa vào sức riêng của mình, dựa vào những thành công của mình, dựa vào tổ tiên của mình, dựa vào những gì mình đã có được và những gì mình đang tạo ra cho mình. Thì bây giờ Chúa đã nắm lấy ông, và ông, cái giá trị của ông đã thay đổi rồi, và ông thấy nó quá quý đi. Thành ra ông nói đây là cái lẽ sống của tôi, và tôi phải giựt được cái điều Chúa đã hứa, đã làm cho tôi rồi. Tôi muốn cái điều đó, tôi muốn kinh nghiệm cái điều đó. Đó là cái điều mà Chúa đã làm cho Phaolô, và Phaolô hiểu. Khi ông tin Chúa, ông biết điều đó, chúng ta ở đây chúng ta có nhận, có kinh nghiệm được chưa? Có muốn điều đó hay không? Chưa có muộn, vì lời Chúa lúc nào cũng có sự kêu gọi, sự nhắc nhở, sự cảnh cáo trách, nhưng lúc nào cũng có sự mời gọi. Bắt đầu chỗ đó, trở lại và xin muốn được cái điều đó. Là Chúa, con chưa bao giờ kinh nghiệm được, con chưa bao giờ con muốn hiểu Chúa, muốn biết Chúa, muốn nắm lấy Chúa, muốn chạy đi một người chạy đua để giật lấy Chúa. Thì bây giờ lời Chúa đến nhắc nhở lòng con xin được có một thái độ giống như Phaolô. Bắt đầu từ cái thái độ, đó là cái bài học như thái độ, là bắt đầu từ cái sự suy nghĩ của mình. Sự suy nghĩ của mình được lời Chúa thay đổi, lời Chúa nắm lấy, và lời Chúa thay đổi mình qua Đức Thánh Linh. Thì ông tiếp trong câu 13: vậy Chúa đã giựt lấy tôi, đã được Chúa Giêsu đã giựt lấy tôi rồi thì làm sao? Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều. Hỡi anh em, cái một lần nữa Chúa cái sự mời gọi của ông. Hỡi anh em, nó tiếng Anh là anh chị em, nó trong một cái gia đình, nó như một cái gia đình, nhắc lại là chúng ta trong một gia đình. Chúng ta có coi nhau giống như là anh em với nhau hay không? Anh chị em chung hay không? Chung một gia đình hay không? Xin Chúa giúp chúng ta thay đổi sự hiểu biết của chúng ta. Đôi lúc chúng ta không có thấy được, không có hiểu được, và nhiều khi cũng không muốn được. Biết đó nhưng mà không muốn làm gia đình, không muốn nhận người đó, không muốn kinh nghiệm cái điều đó. Xin Chúa làm điều này cho chúng ta. Hỡi anh em, về phần tôi làm cái gì? Về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Tôi biết tôi chưa có mục đích, nhưng mà sao? Nhưng tôi cứ làm một điều. Đây là cái bí quyết ông sắp sửa dạy chúng ta. Tôi biết tôi không có đạt đến, chưa có đạt đến, tôi đang chạy, làm sao có phần thưởng được. Nhưng tôi muốn kinh nghiệm càng hơn, tôi biết Chúa của tôi càng hơn. Nhưng tôi làm một điều, tôi xin chia sẻ với anh chị em. Và câu 14:
tôi cứ làm một điều bằng cách quên đi quá khứ, bằng cách quên lững sự ở đằng sau. À, sự đằng sau là sự gì? Ở đây có ai chạy đua hay là nói chuyện chạy đua thôi, có ai đi bộ mà nhìn vừa đi mình coi mình đi tới đâu, nhìn ngoài sao mình đi coi đi tới đâu được không? Thì chuyện gì xảy ra? Mình cứ đi mình cứ nhìn nhìn vậy thì chuyện gì xảy ra? Ít nhất trước nhất là đi chậm lại đúng không? Cái đó là chắc rồi đó. Chưa có nói là mình sẽ đụng tới đây hay là mình vấp ngã hay là có những chuyện khác. Thì đó là ông nói. Còn này chạy nữa thì càng không có nhìn coi mình chạy được bao xa. Ở đây thì có người có được những cái nhà giải kinh thì nói là có thể là nói về quá khứ là những cái buồn đau, có những cái khổ sở, có những cái điều mà trước khi ông tin Chúa đó, hay là trong lúc tin Chúa. Ở đây thì chúng ta thấy được có hai điều, có cái điều này mà giúp chúng ta hiểu được là ở đây nói về cái những cái gì sau khi ông tin Chúa, sau khi ông đã biết Chúa, cái kinh nghiệm đó là khi ông đã những gì dần sau là ông đang, khi ông Phaolô dùng cái chữ chạy đua, ông dùng cho sau khi ông tin Chúa. Ông nói về cái chức vụ của ông, lúc nào ông dùng cái chữ chạy đua là cái chữ trong chức vụ của ông, có nghĩa là ông đã tin Chúa rồi, không phải là những cái gì ông đi trước đó là ông bắt bớ hội thánh, nhưng mà những gì ông đang làm, những gì ông đang làm sau khi ông đã tin nhận Chúa. Và đó là nói về, nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy được là khi chúng ta nói tới một điều đó, cái đoạn kinh thánh nào, câu chuyện nào làm chúng ta nhớ lại một điều ở trong sách Luca, nhớ không? Luca đoạn 10 câu 41 câu 42 là Chúa, lúc Chúa nói chuyện với lại Martha. Rồi trong lúc Chúa và môn đồ tới nhà của Martha, Mary, Lazarus đó, ba anh em đó, thì Chúa ở đó, thì Mary ngồi đó nghe lời Chúa giảng dạy kinh thánh, còn Martha thì lăng xăng lo cho tới 13 ông, cộng thêm không biết còn ai nữa không, mà ít nhất là có 13 ông, lo mấy cho 13, cho 13 ông này ăn uống. Thì tới lúc cổ mệt thì cổ nói, Chúa tại sao Chúa không có không kêu em tôi phụ, tôi phụ một tay, phụ tôi một tay. Thì Chúa trả lời, sau khi Chúa để cho Martha trút hết cái sự bực tức đó cho Chúa và cho em của mình, thì Chúa mới nói câu 42 trong một cái lời rất là bình, sự dạ dỗ của Chúa. Chúa đáp rằng, câu 41 đoạn 10 câu 41, Chúa đáp rằng, hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi, Mary đã lựa tốt phần tốt và là phần không có ai cất lấy được. Chúa muốn nhắc Ma-tha rằng, con lo nhiều thứ lắm nhưng chỉ có một thứ thôi. Một thứ gì? Một thứ này nó phải nằm ở trong trung tâm điểm mà trước cái bộ óc của con, trước con mắt của con. Mối quan hệ với ta, để thời gian với ta, ngồi đó nghe ta dạy dỗ, có mối quan hệ với ta. Điều đó không ai lấy được. Điều đó là quan trọng nhất. Cái điều đó Mary hiểu và Miriam làm rồi. Con không phải là không nói là không nấu ăn, nhưng mà cái thái độ hiểu rằng là có mối quan hệ với Chúa là quan trọng. Thành ra Chúa không có, Chúa cho Martha hiểu điều đó. Thì nhắc tới đây thì chúng ta hiểu được là Phaolô cũng vậy. Tôi làm một điều, điều đó là cái điều mà tôi nắm lấy, cái điều mà Chúa đã nắm lấy tôi. Và đó điều gì? Điều đó là đã được nhắc lại, biết Chúa, kinh nghiệm, được thông công, đồng cảm với Chúa. Và điều đó là điều Chúa kêu gọi. Ở đây nói tiếp, quên lửng. Quên lửng là sao? Cái này thì lúc này tôi cũng kinh nghiệm cái này nhiều lắm. Quên lửng có nghĩa là mình nói mình quên, không biết làm cái gì nữa. Đi ra mà mình muốn làm cái gì mà đứng đó hồi không biết làm gì, phải đi vô cho lợi hồi đi ra bắt đầu biết à mình muốn làm cái này rồi cứ quên. Phaolô đây nói quên là sao cho mình có thể hiểu như vậy? Không nhớ nữa, quên là không nhớ nữa, hay là không nhắc tới nữa, không có giá trị. Nhiều khi mình nói thôi quên cái chuyện đó đi, mình kêu người khác quên cái chuyện đó đi, có nghĩa là nó không có giá trị gì hết. Đừng có, không có đáng, đừng có nhắc tới nữa, đừng có để thời gian, đừng có để công sức để mà cho nó nữa. Và cũng là cái quyết định nữa, tôi quyết định để quên, và quyết định không tính nó là quan trọng, hay là bất cứ chuyện gì nó ảnh hưởng
tôi không để cho ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi, ông ảnh hưởng sự suy nghĩ của tôi, tôi coi nó không quan trọng nữa, thành ra không làm điều đó nữa. Thì đây là cái điều mà ông muốn nói, đừng có để cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc đời của ảnh hưởng đến tôi, và ông nói forgetting. Thì ở đây mình có thể hiểu được cái người ngoài sao, cái người chạy, trở lại cái hình ảnh của người chạy. Người chạy thì sao? Không có nhìn ngoài sao, không có nhìn dưới đất, coi mình chạy tới bao xa rồi. Thì, hay là mình có lẽ ở đây người chạy thì khi chạy đó thì nếu mình lỡ có nhiều khi có không biết ở đây marathon thì biết được có một vài anh em chúng ta trong đây, và không phải chỉ anh, có chị nữa, có chị em trong đây cũng chạy marathon nữa. Mà không biết có khi nào chạy té rồi có ngồi luôn không? Không biết ở đây có giờ bị té không? Mà có dấp té rồi làm gì? Có đứng lên rồi phủi xong chạy tiếp, hay là tức quá rồi cái là đi về luôn? Sau khi chạy được 22 mai rồi, té tức quá, đi về không thèm chạy nữa. Hay là sao? Đứng dậy phải không? Đứng dậy chạy tiếp. Hay là khi mà người khác mình đang chạy, mà người khác qua mặt mình á, thì làm sao? Bắt đầu mình muốn chạy hơn người đó. Hay là người đang chạy kề với mình thì sao? Mình muốn chạy hơn chút nữa phải không? Hay là mình muốn chạy hơn nữa, nhanh hơn chút nữa. Hay là nhiều khi mình có thỏa lòng không khi mình người chạy đó, cha nhìn lại 22 mai, nhìn cái số 22 tới rồi, sắp sửa tới rồi. Hay là người chạy có 5 mai, 4 mai là thấy là vui rồi, 4 mai rồi là thấy người sắp sửa cái lần mà trước là vui lên, là thấy à nhìn lại cha ơi, ông chồng mình còn chạy tốt dưới kia kìa. Thì đó là mình thấy vui lên ha, là thấy người khác bạn của mình cha chạy còn tốt dưới kia, là chạy chậm hơn mình, vậy là mình còn ngon lắm. Thì ở đây nói tới một cái thái độ, khi mình nói tới chạy ở đây thì chúng ta nhớ câu chuyện này, chắc ở Việt Nam từ ai cũng biết câu chuyện này, con thỏ con rùa phải không? Mình khỏi nói con thỏ con câu chuyện rồi, cuối cùng là sao? Con nào chạy nhanh hơn? Ai chạy nhanh? Con nào chạy nhanh? Dĩ nhiên con thỏ phải không? Ai nói con rùa là phải. Con thỏ chạy nhanh hơn, nhưng mà con thỏ nó ỷ, nó biết nó chạy nhanh, một bước của nó thôi là bằng mấy chục bước của con rùa rồi. Thành ra nó chạy khoảng, nó làm gì? Nó ngồi xuống làm gì? Nó nghỉ, rồi nó ngủ. Rồi con rùa thì sao? Con rùa thì ngược lại, con rùa có hai thái độ. Một là nói thôi mình cũng là thuộc là rùa rồi, không chạy nữa. Nhưng mà sao? Hay là bỏ cuộc, hay là bây giờ mình cố gắng sức chạy. Bây giờ nó thách thức mình chạy thì mình cứ chạy. Thì cuối cùng câu chuyện mình biết được, vì nó ỷ sức lại, thành ra nó quên đi và nó đã thua. Con rùa có hai lựa chọn, tiếp tục chạy mặc dù rùa nhưng mà vẫn thắng. Nó nói câu chuyện, nói về cái câu chuyện ngụ ngôn cũng nhắc là chúng ta thấy được có một cái sự chạy và có một sự quyết tâm, có một sự chủ tâm và không có ỷ vào sức của mình, và hay là mình nản lòng. Thì ở đây cũng vậy, câu chuyện này cho chúng ta thấy trong Hebrew đoạn 12 câu 1, thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi vướng dễ vương vấn ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi chạy cuộc chạy đua đã bày cho chúng ta, nãy chúng ta có đọc. Thì ở đây cho chúng ta, mặc dù mình nói là có thể cái đoạn này nói về những gì của Phao-lô sau khi tin Chúa, tất cả những quá khứ tôi quên đi và không những gì ở nằm ngoài sao, mình có thể nói như vậy. Mặc dù Phao-lô sau khi tin Chúa thì cũng gì cũng có những kinh nghiệm rất là buồn, anh em, anh chị em mình bỏ rơi mình, không có ở cùng với mình khi mình ra tòa, có những mối quan hệ phản mình, có những quan hệ nói xấu mình, hay là có thể những cái điều mà ông nghĩ tới, những cái nhiều khi mình ông hầu như ông biết thơ ông trong tù không à, tưởng tượng mình nói tới một sư đó giỏi lắm, ông làm gì, ông đang trong tù, ông trong tù ông làm gì, em biết ông làm gì đó chắc phạm tội gì đó, chỉ có nhiêu đó thôi, có nhiều người rất là hiểu lầm ông và không hiểu được ông vô tù rồi chắc là cũng nói bậy hay cái gì đó vô tù nữa, hay là có những cái điều mà coi thường ổng, và ổng trong những lá thơ ổng có nói rằng coi thường ổng và không có cảm thấy xấu hổ khi nói tới đồng nhận đồng cảm với Phao-lô, cùng nói là tôi biết Phao-lô mà ông tưởng làm gì ông ở trong tù, thành ra những cái điều đó, hay là đối về nói về những cái quá khứ của ông, hay là mình cũng có thể nói được là những cái gì ngoài sao, những cái mà cái credential, những cái mà ông kể đó, những đoạn 5 đến câu 6 đó, là người Hebrew của người Hebrew là phạm phép các bì ngày thứ 8, nói tới những cái gì ông làm theo đúng luật và nói về pháp thì không chỗ trách được. Tất cả những điều đó nó thuộc về ngoài sao, ông không có nhìn ngoài đó nữa. Và không phải chỉ những cái
sai trạch những cái buồn, những câu chuyện buồn đó hay là những cái kinh nghiệm đó ở trong Chúa. Nhưng mà cũng có những thành công nữa. Ông lập biết bao nhiêu hội thánh. Ông chữa bệnh, ông đuổi quỷ. Và về luật pháp thì ông có chỗ trách được. Thành ra đây cũng nói được, khi một người tin, một người mà theo Chúa, chỉ một điều tôi làm gì? Tôi không nhìn vào quá khứ nữa. Có những kinh nghiệm buồn trong Chúa, có thể ngoài Chúa, để qua một bên, vì tôi đang nhắm mục đích mà chạy. Và có những chuyện vui, khi tôi nhìn lại tôi cảm thấy thỏa lòng. Cũng nhờ tôi mà người đó được điều đó, nhờ tôi mà hội thánh được như vậy, nhờ tôi mà được người này được thành công, điều này thành công. Và tôi ý và tôi nhìn đó, mỗi lần tôi nhìn đó tôi mỉm cười và tôi không tiếp tục chạy nữa. Tôi không tiếp tục nhắm vào mục đích nữa. Và tôi nhiều khi nghĩ là nhờ tôi. Thành ra cuối cùng mình là trung tâm điểm, là Chúa có dùng mình, nhưng mà mình nghĩ là Chúa của tôi cũng được đại dụng lắm. Thành ra mình quên là không có nhìn vào những thành công cũng như thất bại, cũng như những điều mà không đáng. Vì ông kể là quên đi, có nghĩa là cái quên đi không phải là tại vì mình già mình quên, không phải như vậy. Đó là một cái quyết định là tôi muốn quên, hãy quên đi. Có một cái sự rõ ràng trong cái điều mà mình làm là tôi quyết định điều này. Tôi không lấy điều này để mà làm thỏa lòng, để tôi chậm lại và tôi ngưng chạy, hay là tôi chạy chút tôi đủ rồi, để từ từ tôi tới, để tôi làm quá rồi, quá nhiều cho Chúa rồi. Thành ra thôi để người khác làm. Hay là nhiều khi mình cũng nghĩ là giống như tôi đã đạt tới mức rồi, giống như tôi thuộc về, giống như mình tôi hàng sư phụ rồi. Tôi cũng ở ban chấp hành, tôi cũng đã giải trường Chủ nhật, tôi cũng đã làm chứng về Chúa, biết bao nhiêu người tin Chúa nhờ tôi. Và bây giờ tôi chậm lại từ từ, tôi thấy cũng đủ rồi đó, mệt mỏi rồi. Thì đó là cái thái độ không có đúng, không có chuẩn, không có quên đi rằng điều Chúa kêu gọi của mình là tiếp tục chạy, chạy cho tới hết sức chạy. Và lúc ở trong tù cũng còn chạy, đó là thái độ của Phao-lô. Dù trong xiềng xích cũng phải gắng viết thơ, chăm sóc, dạy dỗ, nâng đỡ. Và trong lúc ông xiềng xích thì có lẽ ông không viết thơ được nữa. Có những lúc đó thì ông làm cái gì? Ông cầu nguyện và ca ngợi Chúa. Ông cầu nguyện, ông nhớ tới, ông cầu nguyện, ông nhớ tới, ông cầu nguyện, ông vui. Ông thấy những cái đức tin đó được Chúa thay đổi. Thì ông cảm ơn Chúa và cầu nguyện không thôi. Đó là cái thái độ của Phao-lô. Nhưng mà ông phải chỉ quên đi. Nhưng mà ông sao? Ông bươn tới, bươn theo sự ở đằng trước, quên đi đằng sau, bươn tới. Bươn tới là cái hình ảnh của một người chạy. Các bạn chạy hết, các bạn mình cái cảng mình dài thế nào thì phóng tới, chạy tới, dùng hết sức tay mình vươn tới để mình dùng cái tay của mình chạy. Có nghĩa là mà nếu mà nói về bơi lội thì cũng vậy. Bơi cái bằng 1 giây, 2 giây hay là millisecond thôi cũng có thể là thắng được cái Olympic. Thành ra các bạn làm hết sức của mình và làm theo đúng như vậy. Và hay là về chạy đua cũng vậy, chạy hết tất cả những bắp cơ của mình phải dùng hết để chạy và chạy nhắm mục đích. Không có nhìn bên hông coi ai chạy sắp sửa lên tới chưa thì mà sẽ làm cho mình chậm lại hay là sẽ bị người ta qua mà. Nói tới cái thái độ là mình ỷ lại. Thì đây là cái điều mà Phao-lô muốn nói tới là tôi chạy, tôi bươn tới ngoài trước, đó là cái hình ảnh. Và chạy hết sức của tôi. Trong Timôthê nhì đoạn 2, nhì đoạn 4, câu 7, câu 8 có chép như vậy. Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, hiện nay mão triều thiên của công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, cũng cho những mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Thành ra ông đây, ông nói tới gì, sự chạy của ông nói tới gì? Thì nãy mình biết đó, tôi muốn biết Chúa, tôi yêu Chúa. Tại sao Chúa đã làm cái điều này cho tôi, Chúa chết cho tôi. Nhờ sự công bình của Chúa nên Đức Chúa Trời đã nhận lấy tôi và sẽ ban thưởng cho tôi. Thành ra tôi hiểu điều đó nên tôi chạy hết sức của tôi. Vì tôi biết một ngày tôi sẽ được cái mão triều thiên đó Chúa đã dành cho tôi. Và tất cả những người nào yêu mến sự hiện đến của Ngài, người nào cũng muốn chạy để mà gặp Chúa, cũng kinh nghiệm Chúa, sẽ được thưởng. Thì câu này nó cũng cho mình được hiểu được một rằng, nếu mà không phải thì sao? Thì sao không có thưởng? Có những người nào mình đổi lại là mọi kẻ không yêu mến sự hiện đến của Ngài, thì cũng không được cái mão
ấy trong ngày đó. Follow nhắc chúng ta không phải là cái điều lựa chọn chúng ta, mà là nó có một cái sự xảy ra thật, dù muốn hay dù không. Giống như giá trị của follow, dù có biết là Chúa chết cho mình, Chúa đã, sự công bình của Chúa đã được ở trên mình, đã được bao phủ mình, huyết của Chúa bao phủ mình, có nhận biết hay không á, thì cái đó không phải là ý kiến của mình nữa, đó là sự thật. Thành ra ông hiểu được cái giá trị đó, không phải gì ông quyết định giá trị đó nó thành thật, thành ra thành thật, được lời thành ra lời, không phải, nó đã lời rồi, biết hay không, nó đã lời rồi, biết hay không, đó là sự chân thật. Và ông hiểu được cái điều đó, thành ông quý, chân quý điều đó. Trong Philip đoạn 2 câu 16, cho đến nỗi tới ngày đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Ông dám nói với Chúa rằng, Chúa, cả cuộc đời con không có ngưng chạy, con không chạy luống công, con không có khó nhọc đó, nhưng mà không phải vì Chúa, còn tất cả con làm vì một mục tiêu, Chúa và Chúa mà thôi. Và tiếp trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24-26, anh em há Chúa Giêsu biết rằng trong cuộc chạy đua, nơi trường đua hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Anh em hãy chạy, một lần nữa nhắc nhở chúng ta, phải chạy, chạy để được thưởng. Thưởng cái gì? Hỡi anh em, phần thưởng tôi không chạy được mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, là tôi cố gắng được phần thưởng trong Chúa, nhưng mục đích là để chạy. Chạy bươn đến sự dần trước, nhắm đến mục đích mà chạy, tập trung hết để làm gì? Để vượt giải, để ông vượt giải. Cái chữ mà ở đây nói rằng khi ông bươn tới đằng trước mà ông để mà ông được vượt giải đó, ông nhắm mục đích mà ông chạy đó, nó nói tới cái chữ mà press on, tôi bươn tới đó, tôi nhấn, tôi làm hết sức của tôi đó. Ở trong cái trong trở lại trong Philip đoạn 2 câu 4 đó có chép như vậy. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng hãy chăm về lợi riêng kẻ khác. Cái chữ chăm này là giống như mình dùng cái telescope vậy đó, dùng cái ống dòm, mà cái loại một cái ống dòm mình đưa cái mắt mình nhắm vô, chỉ thấy một điều thôi và tất cả chăm chú mình nó tụ vô đó hết. Thì đó là chăm, là chăm như vậy. Thì ông nói là tôi làm điều gì? Tôi cố gắng chạy phần thưởng của tôi, là tôi tập trung vô hết, tôi press on, tôi chăm chú vào chỉ một điều đó thôi. Và điều đó để làm gì? Tôi chỉ thấy được cái giải ở cuối cùng, cái phần cuối cùng, cái chỗ finish line cuối cùng, cái cuộc chạy đó, thì cái tôi muốn đạt cái giải. Cái giải đó là cái gì? Cái giải đó ông hiểu được rằng ông chưa có đạt tới, và nó cả một cuộc đời ông để ông giật cái giải đó. Và ông tiếp tục, và ông hiểu được rằng cái điều đó, đó là ân điển của Chúa. Chúa cho ông ân điển của Chúa nên ông mới được dự vào cái cuộc chạy đua này, và sự cứu rỗi của Chúa. Và ông muốn ôm nắm lấy sự cứu rỗi đó, nắm lấy cái ân điển đó, muốn nắm lấy cái điều mà Chúa ban cho ông. Chúa đã chọn ông để làm một điều, là đi nói về Chúa, làm công việc của Chúa. Mà không phải chỉ Chúa chọn ông để làm việc, không phải như vậy. Chúa chọn ông để ông kinh nghiệm được Chúa. Và cái kinh nghiệm thì nó sanh ra những hành động. Thành ra đây là cái mà điều mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được Chúa, có mối quan hệ với Chúa, chứ không phải là làm việc Chúa. Nhiều khi mình nghĩ là vô nhà thờ mình làm nhiều thứ lắm, nhưng mà đó không phải là biết Chúa. Mình làm nhiều thứ không phải là biết Chúa, trừ khi mình biết Chúa rồi mình mới làm thì nó khác. Đó là cái điều mà Chúa ông Phaolô cho chúng ta hiểu được điều này. Ông vì muốn biết Chúa, ông kinh nghiệm điều đó nên ông làm những điều đó. Và ông giật được cái giải đó, ông bằng cách là ông tập trung vào cái chiến lợi đó, ông để ông giật cái giải đó cho được. Đó là Chúa. Chúa là cuối cùng của đức tin, cuối cùng là Chúa. Nhưng mà trong lúc chạy thì kinh nghiệm Chúa, biết Chúa, biết Chúa càng hơn, hiểu Chúa càng hơn, hiểu được sự hy sinh của Chúa, và tiếp tục công việc mà Chúa đã giao lại cho tất cả những người con cái của Chúa, là nói về Chúa, nói về
nước thiên đàng. Thành ra Phao-lô bằng cách là nhớ lại trong sự vinh quang về sự kêu gọi trên trời. Ông tiếp, tôi Đức Chúa Trời đến, tôi bươn tới đằng trước để nhắm mục đích mà chạy, để giật giải gì để về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời. Ông không ngừng ở đó, trong Đức Chúa Jesus Christ. Khi Phao-lô đây là cái sự kêu gọi của trên trời là sao? Có nghĩa là khi Chúa gọi ông, thì có những câu kinh thánh đây có lẽ chúng ta sẽ giúp chúng ta hiểu. Hồi nãy tôi có nói thì Chúa gọi là Chúa gọi đến để nhận phần thưởng. Cái cuối cùng tất cả khi Chúa phán xét, Chúa ban thưởng và Chúa phán xét. Thành ra Chúa kêu gọi. Thì chúng ta có thể hiểu thêm nữa là Chúa kêu gọi mình không phải chỉ nhận thôi, nhưng mà trong lúc còn sống thì Chúa kêu gọi mình làm cái gì? Chúa kêu gọi lên để nhận phần thưởng, đến gặp Chúa. Đó là cái điều ở đây Chúa kêu gọi. Nhưng mà trong lúc mình còn sống thì Chúa kêu gọi làm cái gì? Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 18 lại hỏi sai lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4, chỉ có một thân thể, một thánh linh như em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Ngài, ông hiểu được cái điều này, ông cố gắng, ông chạy đua, ông dùng hết sức, tất cả những bắp thịt của mình, hết sức lực của ông, hết thời gian của ông để làm cái gì? Vì ông hiểu được rằng có một sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta, tất cả những người thuộc về Chúa. Trong Côn Thứ Nhất đoạn 1 câu 26, hỡi anh em hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Đây là cái điều mà anh em và ông hiểu được khi ông viết lá thơ cho Ê-phê-sô, thì trong đoạn 3 câu 1, ấy bởi điều đó mà tôi Phao-lô vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jesus Christ. Vì anh em mà tôi ở tù, nói đơn giản vậy, tại anh em, nhưng mà vì đức tin của anh em, vì tin lành, đem tới tin lành cho anh em. Và vì anh em, vì tại sao? Tại vì tôi được kêu gọi Chúa làm ở đó. Chúa kêu gọi tôi làm điều đó. Anh chị em, Chúa đang kêu gọi anh chị em làm cái gì? Chúa kêu gọi chúng ta làm cái gì? Có phải sống đời sống như Phao-lô hay không? Hay là chúng ta đến nhà thờ Chủ nhật thỏa lòng, làm một chút hay là nhiều chút thỏa lòng? Hay là mình có những chỗ mà Chúa kêu gọi mình, tại vì Chúa kêu gọi mình để làm cái chuyện giống như Phao-lô, để mà kêu gọi, để mà làm công việc của Chúa. Có rất là nhiều người cần biết đến Chúa và họ không biết Chúa về đời sống của mình. Mình quên là Chúa kêu gọi mình làm cái đó. Không phải chỉ nhận tới phần thưởng khi mình gặp Chúa không đâu, nhưng mà Chúa kêu gọi có một cái mục đích, và Phao-lô sống cho mục đích đó. Đó là cái điều ông tiếp tục chạy để sống cho mục đích đó. Và trong tiếp trong câu nhất đoạn 1 câu 9, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em trong sự thông công với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Không phải chỉ Ngài chỉ gọi chúng ta làm việc không đâu, Ngài gọi vào sự thông công với Đức Chúa Jesus Christ. Và cuối cùng Ngài gọi vào trong nước của Chúa, trong Thê-sô-la-ni-ca nhất đoạn 2 câu 12, khuyên lơn an ủi và Ngài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến trước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Đó là ngày cuối cùng. Thành ra Chúa gọi chúng ta vào nước của Chúa. Thành ra phải sống xứng đáng. Xứng đáng là sao? Một điều tôi làm, quên đi ngoài trước, quên đi những điều ở ngoài sau và bươn tới ngoài trước mà chạy, nhắm vào mục đích và Chúa Jesus Christ và cội rễ của đức tin. Ngài là phần thưởng của tôi, thành ra tôi chạy. Và tiếp hãy có bảo ông tiếp, và tôi giật cái giải đó, tôi được sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Là cái điều mà tôi Chúa kêu gọi tôi. Ở trong tiếng Việt thì không có đúng là để là trong Đức Chúa Jesus Christ, nhưng mà trong tiếng bản nguyên bản thì là trong Christ Jesus, in Christ Jesus.
Phaolô trong lá thư của Philip, Phaolô rất là kỹ về cách ông dùng Chúa Giêsu Christ hay là Christ Chúa Giêsu. Ông nói ông rất là rõ. Tiếng Việt của mình dịch cho nó suông thì Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu Christ, nhưng mà ông là Christ Jesus chứ không phải là Jesus Christ. Và sau này ông sẽ dùng lại chữ Jesus Christ. Thành ra khi ông đổi như vậy thì mình hiểu được là chữ Christ này nói với đấng Messi, đấng chịu sức dầu, đấng làm vua, vua của dân Giuđa. Ông đang nhắc lại Chúa là không phải chỉ là có, nhưng mà Chúa đã được tiên tri báo trước trong lịch sử rồi. Thành ra lịch sử của Do Thái rồi, thành ra đây là đấng vua, thành ra Ngài là đấng Christ, Ngài đấng Messi, Ngài là đấng được sức dầu. Và Ngài là vua, không phải chỉ vua của Giuđa mà là vua của muôn vua, vua của chúng ta, dân người ngoại nữa. Thành ra Chúa ông dùng trước là Christ Jesus, Christ Jesus, và Jesus là tên của Ngài, là chức vụ Ngài, là đấng cứu thế, Ngài sanh ra để chết cho chúng ta. Thành đó là cái Phaolô muốn dùng để cho chúng ta, nhắc chúng ta hiểu được là Ngài là không phải chỉ là đấng chết cho tội lỗi chúng ta không đâu, Ngài là vua. Ngài là vua của dân Giuđa. Khi dân Giuđa nghe chữ này thì họ hiểu, và chúng ta cũng hiểu được là Ngài là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Thì chúng ta đã học trước đó. Thành ra cho chúng ta hiểu được rằng trong Đức Chúa Giêsu Christ, đây là vua, đây là đấng Messi, đây là đấng cũng là đấng cứu chúng ta ra khỏi tội. Tiếp câu 15. Vậy hễ những người trọn vẹn, ông bắt đầu đang nói cái câu này. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, thì đây nằm trong cái phần này chúng ta hiểu được đang ông đang kêu gọi tới cái phần 3 này. Ông nói là kêu gọi cố gắng chạy đua với cộng đồng của Chúa. Thì ông đây có một số người, ông nói vậy. Thì ông đây là khi mình biết được là cùng nhau, cái chữ tiếng Anh thì rất là hay. Tiếng Anh thì không phải là vậy, hễ những người, nghe nó xa lạ. Tiếng Anh là therefore let us continue do it together. Let us hãy cùng nhau, hãy cùng nhau. Vậy hễ những người, tiếng Anh thì là let us, therefore let us as many as are perfect. Hãy cùng nhau, đây là cộng đồng đức tin, cùng nhau bước đi, cùng nhau chạy. Khi mà Phaolô viết tới chữ therefore đó, cái chữ mà vậy đó, thì chúng ta ông nhìn lại quá khứ, ông nhìn lại những gì ông đã viết, ông nhìn lại thì ông thấy được rằng ông muốn biết Chúa. Ông làm cái gì? Ông muốn biết Chúa, ông muốn kinh nghiệm sự sống lại, quyền năng sự sống của Chúa, chứ kinh nghiệm được sự đau khổ của Chúa và cùng đồng công với Chúa trong sự đau khổ đó, kinh nghiệm điều đó, tiếp tục làm cái điều đó, và một ngày nào đó sẽ cùng được vinh quang với Chúa, được vinh quang trong nước Chúa. Đó là cái điều mà ông nói vậy. Thì ra những gì tôi nói đó, dựa cho đó, nhớ những điều này thì làm sao? Anh em đã được kêu gọi, anh được làm tất cả những điều này rồi thì sao? Thành ra phải anh em tiếp tục làm cái điều này. Vậy hễ những người trọn vẹn, cái chữ trọn vẹn này là cái chữ mature, chứ không phải là cái tiếng Anh là if you are perfect thì nghe thì đúng là ông đang nói anh perfect rồi. Trước kia ông nói là tôi không perfect, tôi còn không có trọn vẹn nữa thì làm sao mà anh em trọn vẹn được. Thì ông đây không phải nói là nếu anh em nghĩ anh em là những người trưởng thành trong Chúa. Ở đây ai trưởng thành trong Chúa? Trước hết thì mình thường nói cái câu này, mình nhìn lại cái năm, phải không? Tôi cũng được 40 năm, 30 năm, 50 năm tôi là trong trứng luôn. Sanh ra ba mẹ tôi là mục sư luôn. Ông bà ngoại tôi cũng là, ông ngoại tôi cũng là mục sư luôn. Ông nội tôi cũng là mục sư. Thành ra tôi là trong dòng máu của gia đình mục sư. Thì ông nói là những người mà nghĩ là mình trưởng thành trong đức tin, không phải là qua số năm, mà là số sự hiểu biết lời Chúa và sống trong lời của Chúa. Anh nói nếu mà anh em nghĩ anh em đây là những người mà trưởng thành thì làm sao? Hãy có ý tưởng đó. Nếu anh em nghĩ, nếu anh em là người trưởng thành thì phải có ý tưởng đó. Ý tưởng đó là tiến trưởng gì? Ông kể lại đó là biết Chúa, nhắm mục đích mà chạy, chỉ một điều mà thôi, quên đi những điều ngoài sau, bương tới ngoài trước mà chạy. Chúa là trung tâm điểm để mình chạy hết sức của mình, không phải là chạy từ từ, không phải là chạy rồi ngồi xuống rồi chạy xong rồi đi ra ngoài lấy đồ ăn đi uống nước một hồi, một tí đồng hồ sau chạy tiếp.
cái trong đó không phải hình ảnh ta chạy đua. Thành ra chạy đi giật giải, thành ra không có thể nào mà trễ một giây millisecond cũng là thua. Thành ra đó là cái thái độ chạy, có nghĩa là thái độ trong đó. Nhưng mà không phải chạy làm công việc của Chúa, biết Chúa. Và khi biết Chúa, tôi nhắm tới Chúa. Và trong những đó thì tự nhiên nó sanh ra những cái hành động, những cái sự sự chăm sóc, sự giảng dạy, sự hầu việc Chúa và sự chia sẻ lời Chúa. Nhưng mà trước hết tôi phải muốn được gần bên Chúa, có mối quan hệ với Chúa. Cái điều mà Mary đã làm và điều đó, chỉ một điều đó quan trọng mà thôi, và sanh ra những điều khác, nó thể đến từ gần Chúa, biết Chúa. Thành ra đó là cái điều mà ông nói rằng, thành ra đây là anh em những người mà đã trưởng thành trong Chúa, thì anh em hãy cùng tiếp tục làm điều này. Và biết rằng đó là những cái điều mà anh em được kêu gọi. Và ông nói tiếp, vậy hãy chúng mình hãy đồng cái tưởng đó. Và nếu anh em tưởng khác, tưởng đằng khác có nghĩa là sao? Có gì ông nói không phải, thì đây cũng có thể là cái sự đo lường cho chính những người chúng ta đang nghe. Anh em có tưởng đằng khác không? Những gì mà lời Chúa đã được giải bài như vậy đó, mà anh em có nghĩ khác không? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ Paulo nói như vậy. Tôi không nghĩ là mình cần phải làm như vậy. Tôi không nghĩ là phải chạy nhanh như vậy, hay là phải chạy hết sức đâu. Từ từ rồi cũng tới mà. Anh em có cái ý tưởng là có phải là Chúa là cái lời của mình, cái sự quan trọng nhất hay không? Hay là Chúa nhưng mà cộng thêm, giống như chúng ta hay một sư trí hay nói đó, ăn phở, tin Chúa thì giống như là ăn phở, nhưng mà có Chúa thì thêm chút ớt, thêm chút rau vô, nó thêm cái hương vị thôi. Nhưng mà không có Chúa thì cũng ok, tôi cũng sống như không có Chúa, không có sao, tôi đời sống, gia đình tôi cũng hạnh phúc chứ không có gì, việc làm cũng đều đặn, mà không có Chúa thì tôi làm được nhiều hơn nữa. Có Chúa thì mất công Chủ nhật vô đây ngồi nguyên ngày làm việc tới 5-6 giờ mới về. Thành ra nếu mà ngày tôi đi làm hay tôi làm chuyện khác, có lẽ tôi sẽ được nhiều hơn. Có phải là cái giá trị sống của mình, mục đích sống của mình đã được thay đổi chưa? Thì đó là cái mà ông muốn nói. Nếu mà anh em nghĩ khác, giá trị sống của anh em phải là Chúa, thì sao? Cái câu của ông rất là được khích lệ. Nếu anh em tưởng là khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Sự đó là sự gì? Cái sự mà ông đã già dỗ đó, cái điều mà ông muốn nói, một ngày anh em sẽ biết. Một số chúng ta mới tin Chúa thì có lẽ còn nhiều điều để học hỏi. Một số chúng ta tin Chúa rất là lâu mà có lẽ cũng chưa có hiểu, hay là đã hiểu rồi, đang làm điều đó, thì đó là khích lệ. Tiếp tục làm đi. Và ai chưa hiểu, tiếp tục làm. Và nếu có hiểu không đúng, chưa có đạt tới cái sự hiểu biết đó, Chúa sẽ giúp cho anh chị em. Tôi không có worry cái điều đó. Tôi không có phải bị tóc bạc vì anh em còn không có được trưởng thành trong Chúa. Chúa sẽ làm cho anh em được trưởng thành trong Chúa. Đó là cái điều rất là an ủi cho những người chúng ta, giống như cha mẹ nữa, con cái thấy nó không biết khi nào nó làm cái gì nữa. Bây giờ nó mới có teens, hay mới có roots, hay là mới có mấy tuổi ha. Nhưng tin một điều, Chúa sẽ làm điều đó. Chúa sẽ giúp cho nó phần của mình làm sao. Duy tất cả trong sự bền độ đó, chúng ta đã đạt đến bực nào thì cũng phải đồng đi bực ấy. Anh chị em đã đang ở chỗ nào trong Chúa? Cái bực nào? Bực nào ông đang nói? Cái thái độ đó, cái sự hiểu biết đó, chúng ta thấy thế nào? Thì hãy đồng đi, đồng đã được dạy dỗ tới đâu thì làm tới đó. Đã được học hiểu tới đâu, làm tới đó. Và được nhắc nhở ngày hôm nay thì anh em đã đang chạy phải không? Tiếp tục chạy. Có ai có đang ngồi không? Đứng lên chạy. Có ai đang đi bộ không? Hãy chạy để giật giải. Có ai mà đi ra ngoài chưa? Có nghĩa là không có vô chứng, không có nằm trong cái đường để chạy đua nữa, thì hãy bước vào, dự vào, cùng chạy với nhau. Và để anh chị, và điều đó là Chúa phải để Chúa làm việc trong anh em. Work it out. Chúa phải, phần Chúa đã cứu rồi, anh em bày tỏ sự cứu rỗi của Chúa trong đời sống của anh em. Và chúng ta cần phải hỏi lại, chúng ta có thái độ đó chưa? Có những câu hỏi tôi hỏi, xin em trả, ban chị em trả lời trong lòng của mình. Chúng ta, ông bà anh chị em có
trong thái độ đọc Kinh Thánh của chúng ta có được kỷ luật hay không? Trong sự học lời Chúa có được kỷ luật hay không? Đời sống cầu nguyện của chúng ta có được điều đặn hay không? Đời sống cầu nguyện của chúng ta có muốn cầu nguyện hay không? Đời sống làm chứng về Chúa có nửa lòng không? Có nghĩa là chỉ làm được chút xíu thôi. Có những lúc muốn làm chứng về Chúa không phải là ra nói về lời Chúa, mà là giúp đỡ người khác. Và trong khi mình giúp đỡ họ hết lòng, giống chạy đua vậy, tôi giúp hết sức. Không phải vì tại vì họ muốn lợi gì lợi dụng tôi giúp hết sức để làm gì? Vì tôi có một mục đích, để tôi có cái chỗ đứng để nói về Chúa cho họ. Tôi có mục đích để tôi chạy, chứ không phải tôi chỉ giúp bánh ba vơ, có nghĩa là làm việc xã hội đó. Thế phải là hết rảnh quá làm việc xã hội. Không, tôi làm việc xã hội, tôi giúp anh chị đó, người đó với một mục đích mà thôi. Và cuối cùng tôi phải đạt được, tôi có cơ hội để nói về Chúa. Hay là chỉ làm nửa chừng, giúp được nửa chừng rồi mệt mỏi, bỏ cuộc. Chúng ta giúp vì gì? Vì lòng tốt của chúng ta, hay vì chúng ta có một mục đích? Hay là chúng ta có những cái thái độ nào cần được chỉnh lại không? Có thái độ nào của ông bà chị em cần chỉnh lại là tôi là con rùa, thành ra tôi biết số phận con rùa, tôi không chạy nữa, tôi rùa rồi tôi không chạy nữa. Hay là tôi đã quá nhiều năm kinh nghiệm trong Chúa, tôi học biết nhiều quá rồi, nghe tới một sự trí, học tới mà Tim Hồ Đồ tôi biết ông dạy cái gì luôn nữa. Tôi học lớp Kinh Thánh tôi biết nhiều rồi, lời Chúa tôi đã biết nhiều, tôi đã làm nhiều và bây giờ tôi không muốn làm nữa. Ông bà chị em, lời Chúa đến nhắc nhở chúng ta nhắm mục đích Chúa, chạy, học hỏi. Và tất cả những điều đó, chúng ta làm điều đó vì lý do gì? Có phải vì Chúa không? Hay là vì tôi sanh ra là trong gia đình tốt rồi, thành ra tự nhiên nó tốt à, tôi làm gì nó cũng ra tốt hết. Thì phải cẩn thận, nó phải đến từ Chúa, vì mục tiêu không phải là Chúa, chứ không phải là một mình là mục tiêu. Thôi khi nào tôi khỏe, tôi rảnh, tôi có sức tôi chạy, còn không thì tôi không chạy. Tại vì mình không có cái mục đích để chạy, thành ra mình muốn đi cũng được, mình muốn ngồi cũng được, mà mình không cần chạy cũng không sao. Tại mình quên là mình Chúa kêu gọi mình vào tin lành của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa. Chỉ có một điều, biết Chúa. Và khi biết Chúa thì sẽ làm những điều khác, sẽ là trở thành những con cái vâng lời của Chúa. Và điều đó nhắc nhở lòng chúng ta, chúng ta xin Chúa giúp. Và đây là cái điều cuối cùng. Chúng ta đạt với bậc nào thì cũng hãy đồng đi như vậy. Đồng đi như vậy thì sao? Tôi xin đọc lại Galati đoạn 5 câu 22 đến câu 25. Những trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước đi theo Thánh Linh vậy. Xin Chúa ở cùng chúng ta và giúp chúng ta bước đi và cùng nhau bước đi, đừng có chạy một mình, chạy chung với nhau, rủ nhau mà chạy, nâng đỡ nhau chạy và khuyến khích nhau chạy, cầu nguyện cho nhau để người đó bắt đầu chạy. Và những chỗ chúng ta sơ xúc, sa xúc với Chúa, xin Chúa tha thứ, chữa lành. Xin chúng ta giờ này chúng ta cùng nhau để thời gian ngồi lại cầu nguyện với nhau.